Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày Ất Sửu tháng kỵ Sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ tân tỵ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, hại trung kim, ngày Ất Sửu tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, hại trung kim, kỵ tuổi, kỵ mùi quý mùi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỵ mùi, quý mùi, tân mão, tân dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi ất mùi và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu từ sao kim thần thất sát sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao tiểu hồng xa, xấu mọi việc, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao vãng vong, hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt là ngày 17 tháng 1 năm 2021, tức là ngày mùng 5 tháng 12 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên là việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với ba tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp thủy cục, cho nên với bạn tuổi Tý trải qua một ngày làm việc khá chi là bình ổn. Bạn mệnh tuổi Tý là người sáng tạo và thông minh, tinh tế, Ngoài ra, bạn còn có khả năng gắn kết tập thể khiến cho công việc tiến triển rất chi là thuận lợi hơn hẳn những ngày bình thường. Với bà tuổi tí trong ngày này, còn có được cơ hội thăng tín có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội bởi nếu cứ chần chừ do dự thì cơ hội sẽ rơi vào tay người khác. Quý nhân xuất hiện, phù trợ khiến cho mọi công việc của bạn tuổi tí càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy. Cái điều này cho thấy, với bạn mệnh tuổi Tý, trong gia đình đang tồn tại một số vấn đề không thể lờ đi. Và nếu vợ chồng có điều gì bất mãn với nhau thì cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên giấu ở trong lòng rồi dẫn đến khó chịu, dẫn đến tình cảm lại có sự rạn nứt vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc thuận lợi dễ dàng đạt được mục tiêu tử vi tuổi bính tý thuộc thủy thông minh tinh tế có khả năng hòa nhập tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa có được cơ hội thăng tiến ngay trước mắt tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần quyết đoán hơn trở nên trần trừ do dự tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng mâu thuẫn không nên giấu những suy nghĩ ở trong lòng vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 6 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu xanh da trời màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân tuổi Hợi từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh nâng đỡ cho bạn cho nên với bà tuổi Sửu có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như nghệ thuật khoa học dịch vụ bạn tuổi Sửu bạn nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có vai vế và cấp trên nữa. Và với ba tuổi Sửu có thể sử dụng trí thông minh và sáng tạo của mình để mở những lối đi riêng phát triển theo hướng mà hoàn toàn khác biệt với mọi người. Tuy nhiên, bạn cần phải hòa đồng với mọi người nhiều hơn, chứ nên có tự cô lập bản thân mình với xã hội như vậy. Mặt khác, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi sửu bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc mộc cái điều này cho thấy với bà tuổi sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình và đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán không quan tâm đến cảm xúc của người ta như vậy vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim khẳng định được giá trị của bản thân trong công việc tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa phát triển sự nghiệp theo hướng đi riêng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ không nên tự tách mình ra khỏi tập thể tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu may mắn đối với bà tuổi dần trên khuôn đường tài lộc với mình. Và bà tuổi dần có thể được thượng nóng hoặc là được tăng lương vì những cống hiến của bạn trong phút thời gian vừa qua có thể thấy rằng những cố gắng của bạn tuổi dần là không hề uổng phí một chút nào. Trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, bạn cũng có thể tìm được những đối tác hoặc là khách hàng tiềm năng giúp cho bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc là mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể với bạn trong thời điểm này. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật này đối với ba tuổi dần là ngày thích hợp để cho bạn làm nhiều công việc. Và nếu như bạn đang có kế hoạch đã xây dựng từ trước đó thì bạn nên thực hiện ngay. Thậm chí trong ngày hôm nay bạn còn có thể thực hiện được những nhiệm vụ trọng đại nữa. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhận được phần thưởng xứng đáng vì đã cố gắng rất nhiều. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa chăm chỉ làm việc rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ tìm được khách hàng, đối tác tiềm năng. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc gặt hái được những thành công đáng kể. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước đó. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có Mộc khắc với Thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và con cái của mình đang càng ngày càng trở nên căng thẳng. Và bạn tuổi Mão có thể sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng vì con cái không đạt được như kỳ vọng của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn hãy lắng nghe điều con cái thực sự mong muốn là gì cái đã. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Mão, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn vì những quan điểm không thống nhất được với nhau. Song với bà tuổi Mão, không nên khăng khăng với ý kiến của mình mà cần phải mở rộng, rộng lòng mình ra để sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy giải thích bạn mệnh tuổi mạo trong ngày Chủ nhật này lại đang gặp được ngày có nhiều may mắn trên lĩnh vực về tài chính. Bạn đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ và với bạn tuổi mạo có thể kiếm lời nhờ vào các công việc nghề tay trái của mình. Và rất có thể những cái mối đầu tư tưởng chừng như là nhộ bé và thử nghiệm với bạn sẽ đem lại cho bạn có được lợi nhuận lớn nữa. Về từ vi tuổi Ất Mão, thuộc Thủy, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình lên con cái. Từ vi tuổi Đinh Mão, thuộc Hỏa, hãy lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Từ vi tuổi Kỵ Mão, thuộc Thổ, không nên khăng khăng với quan điểm cá nhân mình. Từ vi tuổi Tân Mão, thuộc Mộc, thu được lợi nhuận từ các nghề tay trái. Từ vi tuổi Quý Mão, thuộc Kim, hãy mở rộng lòng để lắng nghe người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn à, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bà tuổi thìn bạn đang có điểm báo dễ gặp phải trục trặc trong công việc của mình ngày hôm nay kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện tác oai tác quái khiến cho mọi người nghĩ sai về bạn và với bà tuổi thìn cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với chuyện thị phi tuy nhiên với bà tuổi thìn bạn chớ có nên nóng nảy nói năng thiếu cẩn trọng bạn cần phải bình tĩnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình rồi mọi người sẽ nhận ra ai là người đúng Ai là người sai? Nếu bạn luôn làm việc quang minh chính đại thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà Tử Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về nửa kia của bạn là người luôn thấu hiểu cho bạn. Bạn nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Hai người cùng suy nghĩ thì dù có vấn đề phức tạp tới mấy cũng đơn giản hơn rất chi là nhiều. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, cẩn thận, kẹo tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, trở nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, nên nghiêm túc làm việc chứng minh giá trị của bản thân, từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tâm sự với nửa kia để cùng tìm cách giải quyết khó khăn, từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, vợ chồng có được sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với ba tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cho nên với bà tuổi tỵ luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mọi khi giao nhiệm vụ trọng đại cho bạn bởi với bạn là người có giàu kinh nghiệm và đối với những công việc trọng đại thì bạn luôn hoàn thành tốt được mọi công việc được giao và với ba tuổi tỵ có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình đây cũng chính là lúc bạn tuổi tỵ cần phải hăng hái và tự tin vào bản thân mình hơn nữa đứng trên cương vị lãnh đạo với bạn thủ tỵ hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công nhanh Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà thủ Tỵ bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay rất chi là hòa hợp với nửa kia đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa luôn nghiêm túc với nhiệm vụ được giao tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc được cất nhắc vào vị trí xứng đáng với năng lực của mình tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có khả năng lãnh đạo đưa tập thể tiến tới thành công tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có mối quan hệ hòa hợp với nửa kia của mình vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tử ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này do chịu tác động của cục diện ngũ hành tư hại. Cho nên với bạn tử ngọ đang có điểm báo rất dễ mất bình tĩnh trong ngày hôm nay và bạn sẵn sàng to tiếng với mọi người. Vì bất kỳ nguyên nhân gì, dù là lớn hay là nhỏ, điều này khiến cho bầu không khí làm việc nên căng thẳng và mọi người không muốn tiếp xúc nhiều với bạn. Và với bà tuổi ngọ, bạn cũng đang thiếu đi sự kiên nhẫn. Cái điều này khiến cho bản mệnh dễ dàng gác lại những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục bởi nếu như bộ dỡ dựa chừng như vậy thì càng lúc công việc của bạn sẽ chất chồng cao hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tự ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, dù là còn trẻ với bà tự ngọ không thích ràng buộc, nhưng sau khi trưởng thành, bạn lại luôn quan tâm tới gia đình nhỏ của mình và đặc biệt là quan tâm tới cha mẹ của mình. Dù bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì với bà tự ngọ, bạn luôn sắp xếp thời gian về thăm nhà hoặc là gọi điện để hội tham đấng sinh thành ra mình. Vai từ vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim dễ mất bình tĩnh, sẵn sàng to tiếng với người khác. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc Thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc Hỏa thiếu tính kiên nhẫn trong những công việc khó khăn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc Thổ dễ bộ rỡ công việc dựa chừng Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc Mộc quan tâm tới gia đình, đặc biệt là cha mẹ mình. Vài đánh giá của bạn tự ngọa trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với ba tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xịu mùi. Cho nên, với ba tuổi mùi đang có điểm báo, bạn tuổi mùi tự tin quá mức trong ngày hôm nay. Bạn mệnh cho rằng mình hiểu rõ mọi chuyện, và không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai và đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối. Với bạn tuổi mùi trong ngày này cũng cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện. Và khi muốn góp ý với ai thì bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp khiến cho người nghe bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mùi là bạn chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình. Bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Và đôi khi thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận thấy sự việc có nhiều hướng giải quyết đơn giản hơn rất nhiều. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, quá mức tự tin, quê mình là nhất, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác, tử vi tuổi kỵ mùi, thuộc hỏa, chú ý cách ăn nói, chớ làm mất lòng người khác, tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, không nên cố chấp với quan điểm của mình, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, thay đổi góc nhìn, sẽ khiến cho vấn đề trở nên đơn giản hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân rất vượng vận về nhân duyên trong ngày hôm nay và với bản mệnh tuổi thân dễ dàng nhận được sự chú ý của những người khác giới nhờ bản tính hài hước của mình. Đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng mối quan hệ của mình. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng bầu không khí hòa hợp với các thành viên trong nhà. Bạn quan niệm là ai có vấn đề gì thì nên tâm sự với cả nhà ngay và sau đó mọi người sẽ cùng tìm cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tử than, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Chưa thấy với bà tử thân có thể sẽ vướng phải nhiều rắc rối trong công việc và bạn phải chịu sự gièm pha nghi ngờ của đồng nghiệp. Và với bà tử thân, bạn đừng có suy nghĩ tiêu cực mà hãy tự tin thể hiện bản thân mình. Nếu như bạn không làm gì sai trái cả vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tên tạo cơ hội để người khác có được cơ hội hiểu mình hơn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có được bầu không khí gia đình hòa hợp tử vi tuổi canh thân thuộc mộc chịu sự gièm pha nghi ngờ của đồng nghiệp tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tự tin thể hiện bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tuổi Tuất Từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Dậu chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị Dậu Sửu phù trợ cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay rất dễ làm cho mọi người thán phục và tin tưởng bạn nhờ những kinh nghiệm của mình với bà tuổi dậu tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của bạn mệnh có thể hướng mọi người đi tới thành công nhanh hơn tuy nhiên trong ngày này với bà tuổi dậu bạn cũng cần phải chú ý đến tính cách nâu nội của mình và khi đứng trước một cơ hội, bạn cần phải suy tính trước sau cho kỹ càng, không nên mù quáng, đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với ba tuổi dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh chua kim vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối nhân duyên của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Bạn và người ấy càng trở nên thấu hiểu nhau hơn và nếu như còn chưa tới hôn nhân thì hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người tử vi tuổi đinh dậu thuộc họ có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng lãnh đạo tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ không nên mù quáng đưa ra quyết định vội vàng tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi tốt Ừ, vi tuổi tuất chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tuất á cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi cho nên với bà tuổi tuất đang có điểm báo quá thẳng thắn trong ngày hôm nay và đặc biệt là trong cái cách ăn nói của bạn dù mục đích của bạn mệnh có tốt đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều. Bạn cần phải chú ý tới cách diễn đạt của mình hơn. Và trong công việc của bạn tuổi tuất ngày Chủ nhật này, bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức cho dù có gặp phải khó khăn, trở ngại như thế nào đi chăng nữa. Nếu như nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình thì đừng có ngại xin trừ sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình trong ngày này với bạn tuổi tuất á nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam đây là hai hướng giúp cho mọi việc với bạn tiến triển một cách thuận lợi và bạn mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu như chọn được đúng hướng trong ngày hôm nay vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận phải phản ứng trái chiều từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc xin sự trợ giúp của mọi người xung quanh từ vi tuổi canh tuất thuộc kim không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước Vài đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hợi, Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họ. Cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi trở nên suy nghĩ bi quan trong ngày hôm nay. Và rất có thể với bà tuổi hợi sẽ phải chịu sự gièm pha của đồng nghiệp hoặc là cấp trên. Xong, với bạn, đừng cố vội nghĩ tới việc bỏ cuộc hay là trốn chạy, bởi trốn chạy không bao giờ là cách giải quyết vấn đề hay cho bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với ba tuổi hợi, về sự nghiệp học tập, thi cử của bạn cũng không được mấy thuận lợi trong thời điểm này. Vì vậy, trước khi bước chân vào một cuộc thi nào đó thì bạn cần phải chuẩn bị cho kỹ càng và có tâm lý vững vàng không nên hoang mang, sợ hãi khi mà không giải quyết được một câu hỏi nào đó. Ngày này với bà tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm. Cái chuyện tình cảm giữa bạn mệnh và nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc họ chớ nên có những suy nghĩ bi quan, muốn buông xui. tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, trốn chạy, không giải quyết được gốc rễ vấn đề. tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, cần phải cẩn thận nếu đứng trước cuộc thi cử tử vi tuổi tân hợi thuộc kim vợ chồng dễ hiểu lầm mau thuẫn với nhau tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy trò chuyện thẳng thắn trước khi đưa ra sự phán xét nào đó và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.